Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Với những tiến bộ tuyệt vời của công nghệ trong những năm gần đây, đã dẫn đến sự ra đời một số robot động vật không chỉ khủng về kết cấu mà còn đáng sợ về chức năng, và khi con người đứng trước chúng, dường như chúng ta lại trở nên nhỏ bé. Và biết đâu, với sự nâng cấp không ngừng, chúng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đáng sợ hơn, và có thể chúng ta sẽ trở thành mồi cho chúng trong tương lai. Để biết những con robot này trông như thế nào, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 8 robot động vật đáng sợ có thể hủy diệt loài người. 8. Titanoboa Robot. Dựa theo loài trang khổng lồ từng xuất hiện 60 triệu năm trước trên trái đất, Titanoboa được coi là tổ tiên của loài trang ngày nay. Nếu bạn thắc mắc nó có bằng quái vật đầm lầy Anaconda, thì câu trả lời cho bạn sẽ là Titanoboa khi trưởng thành dài hơn 15 m và nặng khoảng 1,1 tấn, nặng gấp 10 lần một con trang Anaconda trưởng thành ngày nay. Để tái hiện Titanoboa ngoài đời thật, nhóm nghệ sĩ sống tại Vancouver, Canada đã tạo ra một con robot Titanoboa với kích thước khổng lồ lên đến 15,24 m và có thể di chuyển như rắn thật. Các đốt sống của nó được làm từ nhôm, có độ bền và cứng cao. Mắt và hàm của nó có thể tự động điều chỉnh hoặc tự trường trên cả thân mình. Nếu ra đường mà gặp phải chú rắn robot này, chắc hẳn bạn sẽ phải hú hồn con trâu một phen. Thậm chí nếu như một ngày nào đó nó nổi loạn, thì với kích thước siêu to khổng lồ của quái vật trong truyền thuyết này, vậy liệu có ai có thể ngăn cản nó? 7. Robot cá mập Trung Quốc. Nhờ vào công nghệ lực đẩy sinh học, tập đoàn Xianyang Aerospace Singapore của Trung Quốc đã tạo nên một con robot cá mập hoàn hảo đến mức có thể khiến bạn không tin vào mắt mình, và lo ngại nó cũng sẽ ăn thịt người như cá mập thật. Shanghai Robot Shark, con robot sinh học, là bản sao hoàn hảo của loài cá mập voi. Nó có chiều dài 4,7 m và nặng 305 kg. Đáng kinh ngạc hơn, nó có thể bơi, xoay người, nổi lên, lặn xuống như một con cá mập voi thực thụ, bất chấp cơ thể to lớn. Robot có thể bơi với tốc độ tối đa 0,7 m mỗi giây và lặn sâu tới 10 m. Nếu lần đầu nhìn thấy, liệu bạn có phát hiện ra đây là một con robot? Và thế giới sẽ ra sao khi không chỉ có một con robot cá mập này bơi trong biển, mà là nguyên bầy cá mập máy? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! 6. T-8X Spider. Một con nhện robot thì có lẽ là một món đồ chơi thú vị và hấp dẫn. Nhưng nếu có một bầy robot nhện xâm xít, thì chắc hẳn thế giới sẽ chẳng còn bình yên. Công ty Robotics đã góp mặt trong cuộc đua tạo ra những con robot động vật khá hấp dẫn, nhưng cũng đầy nguy cơ xảy ra vấn đề robot nổi loạn. T-8X Spider được chế tạo giống hệ như một con nhện và di chuyển bằng 8 chân như một con nhện hàng rìu. Về mặt thiết kế, robot nhện T8 sử dụng 26 động cơ trợ lực servo, giúp nó có thể di chuyển hay thực hiện các động tác nhún nhảy một cách linh hoạt, chân thực đến mức khó tin. Một điều đáng sợ hơn nữa là thông qua các công nghệ được lập trình khá hiện đại, giúp T8X có thể phát tín hiệu tập hợp những con nhện thành bầy và hoạt động giống nhau. Kiểu này mà gặp chúng ngoài đời thật thì chỉ có 36 kế chạy là thượng sách. 5. Megalodon Robot. Megalodon là cá mập khổng lồ khét tiếng thời tiền sử. Với kích thước khổng lồ, thậm chí nó có thể khiến những con khủng long bạo chúa T-Rex xa xưa hay cá mập trắng hiện đại phải lấy làm xấu hổ vì thua xa. Cá mập Megalodon có miệng rộng tới 3 m và hàm răng chắc khỏe. Chính vì vậy mà nó có thể nghiền nát bất cứ sinh vật gì chỉ với một cú ngậm. Dù thực tế chúng ta chỉ biết sự lợi hại của nó qua các nghiên cứu khoa học, nhưng nhóm sáng tạo Tanifax đã thiết kế và cho ra đời một con robot Megalodon với kích thước cơ thể và bộ hàm đáng sợ như trong tưởng tượng. Nó đủ khỏe để nghiền nát một chiếc ô tô, thuyền nhỏ, cano hay bất cứ thứ gì. Và tất nhiên, con người thì chẳng đủ để nó nhét kẽ răng. Nhưng con robot thôi đã thấy lo lắng về tương lai. Nếu Megalodon được tái sinh bằng công nghệ, chắc chắn con người phải chuyển hết lên mặt trăng để tạm trú. 4. Bọ cạp hay Spot. Nhờ vào công nghệ in 3D, một nhóm sinh viên ở trường đại học Ghent của Bỉ đã chế tạo thành công một con robot rất độc đáo, nhưng không kém phần đáng sợ, có tên gọi Scorpion hay Spot. con robot bọ cạp có 6 chân, hai càng lớn và di chuyển y như bọ cạp thật. Ngoài ra, nó còn biết dùng đuôi để tấn công đối phương nhờ vào công nghệ cảm biến. Hàng cảm giác mà robot mang lại cho bạn là với kích thước to gấp hàng trăm lần con bọ cạp thông thường thì một nhát cánh của nó chắc chắn sẽ giúp bạn đánh xuất khỏi trái đất trong vòng một nốt nhạc. Thực tế, robot bọ cạp có thể vận hành độc lập và điều khiển bằng kết nối với laptop. Scorpion hay Spot có thể di chuyển trong theo mọi hướng, cử động càng và đuôi y như bọ cạp thật. Nhóm sinh viên còn trang bị một thiết bị cảm biến hồng ngoại tầm xa và 3 thiết bị tầm ngắn để giúp nó có khả năng phát hiện các đối tượng đến gần cũng như tấn công khi phát hiện nguy hiểm. Theo bạn, con bọ cạp máy này có đáng sợ hay không? Ba. Salamander. Một nhóm các nhà khoa học tại Thụy Sĩ đã phát triển thành công chú robot mô phỏng loài kỳ nhân mang tên Florobot. Không giống như những con robot động vật trong danh sách này, được bao bọc bởi ngoại hình giống loài động vật được mô phỏng, còn Florobot chỉ là một bộ xương biết đi. Nhưng động tác của nó lại khiến không ít người thán phục và ghê sợ bởi độ chân thực gần như tuyệt đối. Cụ thể là sau một thời gian nghiên cứu và thiết kế, các nhà khoa học cũng đã thành công trong việc làm cho robot có thể đi và bơi theo đúng cách mà loài bò sát này đang sử dụng. Để có được thành quả trên, các nhà khoa học đã phải xem rất nhiều phim 3D về loài động vật này. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã thiết kế robot với tổng cộng 64 đốt xương. Tuy không phải mô phỏng đúng như cấu tạo cơ thể của kỳ nhông, nhưng vẫn đủ giúp cho robot uyển chuyển như thật. Dù xem video trong nó khá đáng sợ, tuy nhiên, xét về mặt khoa học thì đây chính là một bước tiến trong công nghệ thiết kế robot. 2. Robot cá heo. Bơi lội tung tăng quanh bể bơi, con cá heo trông không khác gì những diễn viên siếc điêu luyện, nhảy qua vòng và nhào lộn tại các công viên giải trí. Tuy nhiên, bạn có phát hiện sinh vật biển này chỉ là một chú cá heo robot. Nó được Edge Innovations, một công ty công nghệ của Mỹ chế tạo với trọng lượng 250 kg và dài 2,5 m. Lớp da con robot được làm từ silicon tiêu chuẩn y tế nên dễ dàng đánh lừa ánh nhìn của bất kỳ ai và giúp nó trông như thật. Nó được điều khiển từ xa, hoạt động lên tới 10 giờ đồng hồ và có thể tương tác với con người như những con cá heo thông thường. Giá cho mỗi con cá heo máy này không hề rẻ, khoảng 26 triệu đô, tương đương 598 tỷ đồng. Nó mà hư thì coi như ném cả đống tiền các bạn nhỉ. Tuy nhiên, các chuyên gia của Edge Innovation cho biết tuổi thọ của cá heo robot lâu hơn và không cần quá nhiều chi phí để nuôi và bảo tồn như các loài động vật sống khác. Các nhà khoa học hy vọng sau phát minh này, họ có thể tiếp tục tạo ra robot cá mập, khủng long và thậm chí là những con rồng huyền thoại. Lúc đó, có lẽ trái đất của chúng ta sẽ bị robot động vật xâm chiếm mất. Các bạn có lo lắng về điều này hay không? 1. Spot Robot. Chú chó robot Spot là sản phẩm nổi bật của công ty Boston Dynamics Mỹ. Nó được công bố vào năm 2016 và chính thức phát hành vào tháng 6 2020 với cái giá ngất ngưỡng 75.000 đô. Nếu về Việt Nam thì giá mỗi con chó máy này sẽ lên đến gần 2 tỷ đồng. Một cái giá mà phần đông chúng ta chỉ có thể ngước nhìn chứ đừng mơ đến việc sở hữu nó. Robot Spot có trọng lượng 32 kg với tải trọng tối đa là 14 kg. Tốc độ di chuyển của Spot có thể lên tới 5,6 km/h. Robot thiết kế pin có thể thay rời với một viên pin tiêu chuẩn đáp ứng thời gian hoạt động tới 1 giờ đồng hồ. Với thiết kế cảm biến laser, chú chó robot Spot có thể nhanh chóng quét vật thể, môi trường xung quanh để di chuyển vững vàng trên cả những địa hình phức tạp, tự động cân bằng, chống đổ. Với những ưu điểm đó, nên ở nhiều nước trên thế giới, chó Spot được ứng dụng giúp chủ nhân chăn lùa đàn cừu. Không chỉ biết làm việc, chú chó robot này còn có khả năng giải trí khi biết nhẹ nhàng hay làm theo những yêu cầu của chủ nhân. Do vậy mà nó cũng được nhiều người nuôi như thú cưng. Và tại Trung Quốc, họ đã mua chó robot để tạo thành một đội quân bảo vệ nhà máy, trông rất gì và này nọ. 3. Ấn tượng với con robot nào nhất? Và theo bạn thì con robot động vật nào có khả năng hủy diệt loài người nhất? Hãy để lại câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!